cơ là dịp 20 tháng 10 cũng là tuần cuối của 21 ngày challenge thay đổi vóc dáng mà Pajo đang thực hiện. Và trước khi show kết quả như thế nào thì mình sẽ bật mí thói quen sinh hoạt một ngày của mình trong suốt 3 tuần thử thách vừa rồi nhé. Các bạn tò mò không? Pajo đang tập cho mình thói quen tập yoga mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, bởi vì việc vươn vai, hít thở và giãn cơ, thực hiện một vài động tác như thế này buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn, hạn chế mệt mỏi. Nên là việc đầu tiên khi thức dậy sau khi uống một cốc nước ấm ấy là mình sẽ dành ra 10 phút tập mấy động tác giãn cơ như thế này. Mỗi lần tập thì Pajo đều bấm thời gian tập luyện trên Galaxy Watch 6, bởi vì mình thích đo lượng calo tiêu thụ, không bỏ sót bất kỳ một hoạt động nào mà không ghi lại cả, để còn biết là mình nạp và mình đã đốt được bao nhiêu calo một ngày. Tiếp đến là thực phẩm bổ sung collagen trước bữa sáng hoặc là sau bữa sáng 30 phút. Nghỉ ngơi một chút thì Pajo sẽ làm một cốc chanh mật ong, vừa tăng đề kháng lại còn sạch miệng, vừa hỗ trợ giảm cân, tiêu mỡ và giữ dáng nữa. Và vì challenge Pajo đang thực hiện là duy trì tập tành đều đặn mỗi ngày kết hợp với ăn uống healthy, eat clean, nên là mình cố gắng không bỏ bữa nào trong ngày hết, tối thiểu là 3 bữa chính và 2 bữa phụ. Nhưng mà hôm nào bận quá ấy, thì mình sẽ chỉ ăn 3 bữa chính thôi. Còn sáng thì Pajo sẽ làm nhanh một bát ngũ cốc trái cây với cả sữa chua ít đường như thế này. Nói chung ăn sáng xong xuôi ấy, thì tiếp theo là mình bắt tay vào ngồi làm việc này. Sáng thì Pajo sẽ thường xử lý các công việc một cách nhẹ nhàng thôi, xếp lại lịch làm việc, viết content và vẫn với góc làm việc quen thuộc như thế này. Bảo chi lợn nữa. Nói chung là mình đã từng khoe rồi đấy, mình chỉ cần một chiếc Galaxy Tab thôi để xài Notion cũng như là GoodNote gõ gõ vẽ vẽ, và tất nhiên sẽ dùng đa nhiệm, vừa giải trí nghe nhạc và vừa làm việc nó mới vào. Vèo cái đến gần trưa rồi, thì đối với những hôm nào mà không có lịch phải đi quay hay là ra ngoài thì tầm 11 giờ này là thường Pajo sẽ tập workout ở nhà luôn. Và còn hôm nào bận lên văn phòng hay là đi quay ấy, thì chiều tối về đến nhà là Pajo sẽ tập sau, nói chung là không được bỏ. Pajo có lập một danh sách các video hướng dẫn các bài tập cho từng khu vực mà mình muốn tăng cơ giảm mỡ trên cơ thể và để thành một list luôn. Khi nào tập ấy, thì chỉ việc chạy danh sách phát là xong. Và trước khi tập thì mình sẽ đo thử chỉ số BIA xem lượng cơ với mỡ của mình có thay đổi theo từng ngày không, để biết mình đã thực sự nghiêm ngặt với bản thân và tập luyện cũng như là ăn uống đúng cách chưa. Và một buổi tập của Pajo thì cũng cần set up một chút như thế này này. Pajo sẽ phát các video bài tập đã lưu trên YouTube theo danh sách phát và tập theo. Tất nhiên là không quên đặt máy để ghi lại quá trình các buổi tập, để sắp tới sẽ edit cho các bạn xem có thành quả không nhá. Và có một sự thật ý là từ khi quan tâm đến cơ và mỡ và có ý thức giảm mỡ tăng cơ thì Pajo bị nghiền đếm lượng calo tiêu thụ ý. Lúc tập mình cũng phải set chế độ tập luyện trên Galaxy Watch 6 luôn, để em đồng hồ này có thể đo được nhiệt độ da, nhịp tim vân vân trong quá trình tập luyện và ghi chép lại số calo tiêu thụ một cách tương đối chính xác. Vì thích để ý lượng calo tiêu thụ mỗi ngày nên là gần đây mình có thói quen là đặt thêm cái mục tiêu đi bộ nữa. Ví dụ như hôm nào nghỉ tập thì ít nhất mình phải đi đủ 6.000 bước theo như Galaxy Watch 6 khuyến nghị. Và mỗi ngày thì Pajo sẽ cố gắng đi lên lên xuống xuống lấy đồ hoặc là đi siêu thị nhiều nhất có thể. Trưa thì Pajo sẽ đi siêu thị cho 2 bữa chính trong ngày luôn. Và thường thì mình sẽ cố gắng mua vừa đủ trong ngày để ăn hết sạch luôn. Nên cái việc mà lựa đồ ở trong siêu thị mua cũng rất là nhanh chóng. Thêm cái khoản thanh toán bằng Samsung Wallet chỉ một chạm với Galaxy Watch 6 như này thì lại càng nhanh và tiện. Nghe hơi quảng cáo nhưng mà thật, không cần mở app ngân hàng cũng như là quét QR nhiều thao tác như trước nữa rồi các bạn ạ, bởi vì mình là bà chúa không có tiền mặt. Và với những hôm nào mà biết trước lịch quay hay là đi sự kiện bận không có thời gian nấu bữa tối thì mình sẽ căn định lượng nấu luôn từ trưa đủ cho cả 2 bữa. Và hôm nay thì mình sẽ làm thử món ức gà nướng xả sữa tươi, nghe nói là giống của Thái Lan. Đó, làm bày vẽ các kiểu này kia. Ăn uống xong xuôi thì buổi chiều là khoảng thời gian mình thường sẽ lên văn phòng ngồi. Nhưng mà hôm nay chiều thì mình có lịch quay trải nghiệm bộ sưu tập case mới cho Galaxy Z Flip 5 ở Samsung Experience Store, nên là các bạn cùng theo chân mình nhé.
Tối đến thì khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của mình là làm mấy động tác yoga giãn cơ để thư giãn trước khi chìm vào giấc ngủ á. Bởi theo huấn luyện viên giấc ngủ ở trên Watt 6 thì những việc nên làm trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ sâu ấy và chất lượng là thiền hoặc là tập yoga. Thực ra thì bây giờ mình dùng huấn luyện viên giấc ngủ ở trên Watt 6 mình mới biết luôn á. Bên cạnh đó thì mình có biết thêm được là không nên ăn tối quá muộn và tránh ngủ trưa quá trễ sau 13:30. Lưu ý về ăn thì không nên ăn trong 3 tiếng trước khi đi ngủ nha các bạn. Và ngủ thì phải đủ giấc, ngủ sớm. Pajo thường cố gắng ngủ trước 12 giờ đêm để dạo gần đây. Và hiện tại thì mình cảm thấy khá hài lòng và đang duy trì được những thói quen và nếp sinh hoạt trên. Nhưng mà vẫn cần nghiêm ngặt hơn để đạt hiệu quả tối đa trong quá trình tăng cơ giảm mỡ. Và để tập luyện cũng như theo dõi nốt tuần cuối rồi mình sẽ show kết quả nha. Và 20 tháng 10 rồi thì chúc các bà, các mẹ, các cô, các dì, chị em sẽ luôn là phiên bản hoàn hảo và rạng rỡ nhất. Bye bye!